thăng hạng nhan sắc cùng với công nghệ phun mày chạm hạt xương bay nhà Miley Cyrus. Chào cả nhà nha, Miley Cyrus đang phát livestream trực tiếp Người Thật Việc Thật, một cặp chân mày phun bằng công nghệ mới nhất, tiên tiến và độc quyền của nhà Miley Cyrus luôn. Công nghệ chạm hạt xương bay nha mấy chị yêu, các chị có thấy đẹp không ạ? Đầu like nếu các chị thấy đẹp, mình bắn tim thả like chia sẻ rầm rộ lên nha. Đây, các chị hay sợ là phun mày chắc đau chắc sưng dữ lắm, nhưng khi đến với Miley Cyrus các chị không cần lo nha. Như cặp chân mày của chị khách này đâu có sưng bầm chảy máu gì đâu đúng không? Công nghệ này chỉ vi chạm lướt nhẹ trên da thôi nha các chị, nhưng kỹ thuật đi cực kỳ chắc tay, đi đến đâu là bám đến đó, lực tay vừa đủ. Các chị thấy nha, tay bạn chỉ cần lướt lướt nhẹ ở trên da thôi, chứ không có ghì tay mạnh bạo cà cà xới xới, nên hạn chế tổn thương ở mức thấp nhất. Làm xong là đẹp ngay, không sưng, không đau, không chảy máu luôn. Nếu em không quay trực tiếp như thế này, nhìn ở ngoài nhiều khi người ta còn tưởng là vẽ lên á, cực kỳ tự nhiên luôn nha. Và cặp chân mày đẹp bạn người mê như thế này, giá gốc là 1.800.000, bình thường các chị được ưu đãi chỉ còn có 900.000 đồng thôi. Nhưng mà các chị ơi, trong tháng 10 này đang trong cái dịp chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật của chị Mai, tổng giám đốc thương hiệu Miley Cyrus, khi các chị đến với những chi nhánh của Miley đi nhóm từ 3 người trở lên được ưu đãi 50% nha các chị. Là từ cái giá 900.000 các chị được ưu đãi rồi, bây giờ giảm sâu, giảm sóc xuống chỉ còn có 450.000 thôi. Và hàng hiệu giá bình dân vẫn bảo hành bao đẹp cho từng khách hàng nha. Còn các chị ơi, bây giờ mình sẽ vô chuyên môn nha các chị. Chân mày phun xong có đẹp hay không thì bây giờ em chỉ các chị đánh giá nè, em chỉ cho mình luôn nha. Chuyên môn trong nghề người ta sẽ dựa theo là nhất dáng nhì màu. Mình đi cái dáng trước, bây giờ các chị xem nha. Dáng mày của khách hàng này được định hình cực kỳ rõ nét. Dáng mày đầu, đỉnh, đuôi bố cục rõ ràng. Đầu nó sẽ to nhất, nhỏ dần về đuôi. Chúng không đời đạt mà phải hòa hợp với nhau, tạo nên một cái tổng thể cân đối. Khi thiết kế dáng thì Miley Cyrus sẽ ôm theo gò xương hốc mắt và phơm lông thật của mỗi khách hàng. Phần đầu sẽ ôm theo sóng mũi, còn phần đuôi nó sẽ ôm theo mí mắt để tạo nên cái sự kết nối hài hòa giữa các đường nét ở trên gương mặt. Em tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, có trường hợp là khi khách đến Miley Cyrus khách sợ là dáng mẫu nó sẽ bị đại trà nè, ai cũng giống như ai, rồi cũng sẽ có khách hàng là thích làm theo cái dáng mẫu AB gì đó. Nhưng mà các chị ơi, mỗi người sẽ có một cái cấu trúc gương mặt khác nhau, vốn tự có khác nhau, nên Miley Cyrus thiết kế cái cặp chân mày cho các chị là thiếu ở đâu mình bù ở đó nha. Nên các chị em cứ yên tâm là khi thiết kế xong thì cái dáng mày đó là của riêng mình, là phù hợp nhất với lại gương mặt của các chị. Và các chị vẫn là chính mình thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ xinh hơn, trẻ trung, thần thái tự tin hơn luôn nha. Tại Miley Cyrus, chân mày phun xong á thì phải đảm bảo được cái yếu tố là thấy dáng không thấy khung. Các chị nhìn cái cặp chân mày này giúp em nha, không thấy cái khung nó ở đâu luôn, đỉnh cao là ở chỗ đó nha các chị. Những nơi khác họ làm nếu mà cái kỹ thuật không đúng á, các chị để ý là nó sẽ bị hằn lên hai cái đường lai trên và lai dưới, giống như là cái đường ray xe lửa, hoặc là ở phần đầu nó bị trắng vuông vuông tròn tròn, khi đó là chân mày của mình nhìn nó sẽ già và thô vô cùng luôn. Với lại cả nhà yêu để ý giúp em, các chị có thấy cái dáng mày nó tự nhiên mà trẻ trung sắc sảo mà có là bình luận có giúp em nha. Vì dáng mày này là đặc trưng của Miley Cyrus, do chị Mai dày công nghiên cứu qua bao nhiêu năm đúc kết kinh nghiệm rồi các chị mới cho ra được dáng mày này nha. Dáng nó sẽ hơi hướng hàng Thái, các chị nhìn giúp em, từ phần đầu tới phần eo nó sẽ hơi ngang nhẹ theo cái kiểu hàng như thế này, thì nhìn nó trẻ trung nhẹ nhàng. Còn từ phần eo đến đuôi thì mình sẽ cong xuống ôm theo cái mí mắt theo kiểu của Thái Lan nha. Như vậy thì nó vẫn sắc sảo, toát lên được cái thần thái cho các chị, tạo được điểm nhấn trên gương mặt, chứ nhìn cái dáng chân mày nó không bị nhợt nhạt thiếu hồn nha các chị yêu nha. Còn về màu thì mình đi cái dáng xong rồi, bây giờ tới cái phần màu nha. Công nghệ phun mày chạm hạt xương bay tại Miley Cyrus độc đáo ở chỗ là thấy màu không thấy mực. Tức là khi các chị nhìn vào cặp chân mày nó có màu đó, nhưng mà các chị xem kỹ giúp em nha, nó không bị lộ hạt mực, cực kỳ mỏng mịn luôn, không hề bị dày lì cộm cộm bết bết ở trên da đâu. Màu được phối nhã tinh tế, nó ưng ửng lên giống như một cái màn xương ẩn vào trong lông mày của mình. Tại Miley Cyrus thì màu mực được phối theo nguyên tắc á là phần đuôi nó sẽ đậm nhất và nhạt dần về phần đầu. Phần đầu mình chỉ phớt mơ nhẹ nhàng thôi, ở giữa đậm và nó nhạt dần lan tỏa ra hai bên viền để không bị nhấn khung, không bị đóng viền, nên không sợ bị già bị dữ đâu nha. Đó là nguyên tắc, nhưng từ nguyên tắc có cái gì, nguyên tắc lý thuyết nè, đến thực tế thì nó xa hàng ngàn cây số luôn. Tại vì nếu biết nguyên tắc mà không có tay nghề, không có chuyên môn, không có gu thẩm mỹ, không có màu mực tốt thì cũng chịu luôn. Tại vì màu mực của Miley Cyrus các chị thấy ở đây
Đây, cái màu mực này là màu mực Dr. Magic nha các chị. Được nhập khẩu chính hãng và được Bộ Y tế kiểm tra kiểm nghiệm cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Màu mực lên màu chuẩn, sắc độ tốt, tuyệt đối không bị chỗ xanh chỗ đỏ theo thời gian. Hạt mực thì nó được tạo ra dựa trên công nghệ nano phân tử. Những cái hạt mực siêu nhỏ, bám tốt nên nó cực kỳ mỏng mịn, mướt mát ở trên da, không bị dày lì cộm màu đâu. Kết hợp với cái màu mực là tay nghề của chuyên viên và gu thẩm mỹ của người chuyên viên. Tất cả các nhân viên của Mylisa đều được đích thân chị Mai, tổng giám đốc của thương hiệu Mylisa cầm tay chỉ việc, nên các chị yên tâm. Đã làm cho các chị là phải đẹp, phải tính toán, phải nhìn vào trong cái cặp chân mày này. Đối với cái dáng mà mình chưa có làm á, nhìn vào mình phải phán đoán được, tính toán được là mình phải nét ở đâu, bù chỗ nào, phải canh phối nhã màu như thế nào để nó tiệp với màu lông thật của các chị. Lông mày của các chị màu nâu đen thì sẽ phối ngã về màu nâu đen. Còn nếu mà lông mày của mình màu nâu tây thì sẽ phối thiên về màu nâu tây để nó hòa quyện ăn gơ với chân mày thì nó mới tự nhiên và không bị lộ. Sau đó chỗ nào lông của các chị đã đẹp rồi thì mình tuyệt đối là không lạm dụng, không đi vào để nó giữ được cái vẻ đẹp tự nhiên. Ví dụ như cặp chân mày này phần đầu rất là đẹp luôn nên mai sao chỉ phối mơ mơ màng màng vào đó thôi các chị để nó rõ hay nét hơn. Chứ mà tham đi dày cái chỗ cái đầu á là nó sẽ bị đậm, bị vuông nha. Lúc đó là mình già trong vòng một nốt nhạc luôn á. Còn cái đuôi nó bị thiếu thì phải tập trung nét cái phần đuôi như thế nào để cho nó rõ nét, rõ màu và tạo cho các chị khách hàng á một cặp chân mày với hiệu ứng 3D 6 chiều, tức là cái cặp chân mày các chị nhìn theo chiều nào cũng đẹp nha. Trên thị trường em chia sẻ luôn, cái cặp chân mày nó chiếm một vị trí rất chi là nhỏ trên gương mặt của mình thôi, nhưng mà các chị mình không có giao chứng cho ác được nha. Nếu mình đi những cái nơi nhỏ nhỏ mà họ không có tay nghề, không có gu thẩm mỹ á, không có màu mực tốt, không có máy móc được nhập khẩu chính hãng, làm mà hư cái chân mày rồi sau này các chị sửa lại nó cực kỳ khó luôn. Một á là họ làm cho các chị cái chân mày nó bị đậm đen, nó vuông cái đầu, khi đó nhìn gương mặt mình nó bị già, bị dữ. Hoặc là họ đi kim sâu quá làm cho vùng da chân mày của mình nó hình thành nên sẹo, những cái sẹo chai sần, thì sau này nó mất đi tính thẩm mỹ. Mà khi các chị muốn sửa lại cái cặp chân mày đó với cái nền da mà nó đã bị sẹo rồi thì nó sẽ rất khó ăn màu mực, rất khó lên màu luôn. Nên các chị ơi, mình phải lựa chọn thật kỹ để gửi gắm niềm tin và nhan sắc nha, chứ làm xong mà tiền mất tật mang thì tội các chị lắm. Còn nãy giờ là em phân tích về chuyên môn cho các chị yêu cùng xem rồi đó. Còn bây giờ sẽ giao lưu với chị khách hàng này một tí xíu để các chị hiểu hơn về quá trình làm chân mày người thật việc thật ở tại Mylisa nha. Chị ơi, nãy giờ phun chân mày chị cảm thấy như thế nào chị? Dạ, thấy không có đau mà rất thoải mái. Thoải mái đúng không chị? Đúng. Trước khi mà làm chân mày á, chị có thể chia sẻ với em là chị có lo sợ điều gì không? Sợ đau với lại không hợp á. Dạ. Đa số các chị em khi mà đến Mylisa trước khi làm là sợ lắm, sợ dữ lắm luôn, là sợ làm xong nó bị già bị dữ. Tại vì khi mà màu mực mình phun lên trên da rồi, ví dụ mình không ưng á là mình không thể nào mà gỡ ra được hết, chỉ có môn là đi xóa thôi. Còn Mylisa làm thứ nhất là thiết kế cái dáng trước cho chị, thì bây giờ sau khi mà làm cái cặp chân mày này xong nè, chị đánh giá như thế nào, chị chia sẻ với Mylisa được không? Thấy nó đẹp như rất tự nhiên á. Chị thấy giá cả tại Mylisa như thế nào chị? Ngày hôm nay đặc biệt mình đi trong cái chương trình khuyến mãi này, chị cảm thấy là cái giá cả so với cái chất lượng mang lại cho chị đó thì nó như thế nào? Thấy rất hợp lý, với lại không biết nói sao, nhưng mà hết tập. Thấy là ok đúng không chị? Tức là bình thường Mylisa hay nói hàng hiệu giá bình dân, giờ mình có cảm nhận được cái câu này chưa chị? Có. Một cái cặp chân mày như thế này mà khi mà các chị đến Mylisa, nếu mà trong cái đợt khuyến mãi lần này nè các chị, nếu các chị đi một người nha, các chị được giảm giá 20%, đi nhóm 2 người được giảm giá 30%, còn đi nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm giá tận 50% luôn, là 900.000. Nếu mà được giảm giá 50 là chỉ còn có 450.000 thôi các chị. Chị, nãy mình làm xong chân mày á là mình có được bạn hướng dẫn rồi này kia tận tình cho chị chưa? À, có. Giá như thế nào về phong cách phục vụ cũng như là làm chân mày cho chị? Rất nhiệt tình. Ok đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Chị có được kết nối Zalo chưa? Dạ có. Dạ. Nếu mà về nhà chị có bất cứ cái gì mà thắc mắc á, chị cứ nhắn tin qua Zalo nha. Đó là bộ phận chăm sóc khách hàng của Mylisa thì sẽ có bộ phận hỗ trợ thông tin từ xa cho chị, nên chị yên tâm ha. Cho em hỏi nè, hồi nãy ở dưới tư vấn á là có tư vấn cho chị là cái cặp chân mày này sẽ có bảo hành như thế nào không? Có bảo hành 12 tháng. Dạ, bảo chân mày này mình bảo hành trong vòng 3 tháng nha chị. Trong vòng 3 tháng nha, nên chị cứ yên tâm, mặc dù mình làm cái giá bình dân như vậy nhưng mà vẫn bảo hành bao đẹp 100% cho từng khách hàng. Tức là ngày hôm nay chị làm chân mày này rồi, về nhà nó sẽ còn bong ra nữa. Rồi sau khi mà nó bong ra, chị để giúp em khoảng tầm 1 tháng rưỡi, 2 tháng sau. Nếu mà chỗ nào nó chưa ok, thiếu của mình vài đường kim đi, thì chị cứ sắp xếp quay thời gian quay lại với Mylisa trong vòng 3 tháng nha, để Mylisa dặm lại miễn phí bao đẹp cho chị luôn. Nên chị yêu cứ yên tâm ha.
Rồi, các chị ơi, với định hướng trao bạn nét đẹp mà tự nhiên nên khi khách hàng đến với Mai Sa, các chị đầu tiên là các chị sẽ được thiết kế cái dáng chân mày phù hợp với lại cái gương mặt của mình nha. Khi các chị xem gương á, các chị cảm thấy mình ưng ý, hài lòng với cái dáng đó rồi, thì khi mà bạn chuyên viên thiết kế xong cho chị nè, các chị xem gương, các chị cảm thấy ưng ý rồi, nhưng mà như vậy chưa phải là hết nha. Sau khi mà chuyên viên với lại chính bản thân các chị cảm thấy cái cặp chân mày đó nó ổn rồi đó, thì sẽ có một bộ phận thứ ba kiểm tra lại cho các chị, đó chính là giám sát chất lượng chuyên môn, để coi lại cho các chị là cái cặp chân mày đó nó ổn thỏa chưa, đầu đỉnh đuôi và cái cách pha phối màu như vậy nó đã ok chưa, chưa chuẩn chỗ nào thì mình chỉnh chỗ đó. Tức là khi các chị làm chân mày tại Mai Sa không phải chỉ là giữa chị với là bạn chuyên viên đâu, mà còn rất nhiều những cái bộ phận khác tham gia vào trong cái quá trình mà thiết kế cũng như là pha phối màu cho các chị, để đảm bảo quyền lợi và nhan sắc cho từng khách hàng. Nên một cái cặp chân mày dù giảm giá nha các chị, nhưng không giảm chất lượng nha, vẫn bảo đảm tất cả các khâu để đảm bảo quyền lợi và nhan sắc cho các chị. Nên các chị cứ yên tâm đến Mai Sa để làm đẹp nha. Chăm nghe không bằng mắt thấy, video hay hình ảnh em đưa lên á thì có thể sử dụng Photoshop hoặc app để mình cà mình tút cho nó đẹp. Còn Mai Lisa là quay livestream trực tiếp, phát trực tiếp như thế này luôn các chị, là hình ảnh chính xác và chân thật nhất. Mình không thể nào chỉnh sửa được màu sắc, ánh sáng hay dáng mẫu. Quay đẹp như thế nào là ở ngoài nó đẹp thật như vậy nha các chị yêu nha. Mai Lisa dám quay livestream trực tiếp như thế này là vì Mai Lisa tự tin về màu mực nè, công nghệ, về tay nghề, về gu thẩm mỹ, có thể tạo nên một tác phẩm đẹp mà không cần dùng app nha. Các chị ơi, dù các chị làm chân mày tại Mai Sa hay ở đâu thì các chị nhớ giúp em để hoàn thiện được một cái cặp chân mày đẹp, là các chị phải đảm bảo đầy đủ ba yếu tố. Thứ nhất là về màu mực ở nơi đó là nó phải được nhập khẩu chính hãng nha, được Bộ Y tế kiểm tra kiểm nghiệm cấp phép nè. Màu mực phải tuyệt đối không được chỗ xanh chỗ đỏ theo thời gian, không được dày lì cẩm màu nha. Và khi các chị đến Mai Sa là sử dụng màu mực Dr. Magic cho các chị luôn, an toàn lành tính đối với làn da, hạt mực siêu mỏng, siêu mịn, siêu mướt, siêu nano, phun đâu là bám đó, không có bị chỗ xanh chỗ đỏ theo thời gian nha. Thứ hai là về máy móc trang thiết bị được nhập khẩu chính hãng nha các chị, độ chính xác cao nên nó sẽ đảm bảo chất lượng trên mỗi một tác phẩm tạo ra. Cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, sạch sẽ, sang trọng, đảm bảo hai từ thẩm mỹ. Mai Lisa có 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc, mỗi một chi nhánh là một cái tòa nhà cao to nha các chị. Các chị thấy không gian của Mai Lisa sang chảnh như vậy, nhưng mà khi các chị đến thì nhân viên rất là nhiệt tình nha, và làm cho các chị là làm bằng cả cái tâm, làm cho các chị phải thật đẹp, hàng hiệu giá bình dân. Thì khi đó các chị về, thứ nhất là cái chi phí mình bỏ ra nó vừa túi tiền nè, vừa với lại cái thu nhập của mình. Thứ hai là cái chất lượng mang lại cho các chị nó vượt xa so với cái mong đợi, so với cái chi phí mình bỏ ra. Thì từ đó các chị tin yêu Mai Sa, các chị ủng hộ thêm nhiều dịch vụ khác của Mai Lisa, đồng thời giới thiệu thêm khách hàng, bạn bè, người thân nè. Nên khách của Mai Lisa lúc nào cũng đông như trẻ hội. Và đang trong cái dịp ưu đãi khuyến mãi lần này nè các chị, các chị hãy nhanh chân đến với những chi nhánh của Mai Lisa để làm đẹp nha. Em thông báo lại cho các chị cái chương trình khuyến mãi cực kỳ hot lần này. Chương trình diễn ra từ ngày 6 tây đến ngày 15 tây tháng 10 năm 2023, mình sinh nhật của chị Mai Lisa nha. Chương trình lần này các chị sẽ được giảm giá dịch vụ. Nếu các chị đến với những chi nhánh của Mai Lisa đi một người, hoặc các chị mua online, các chị sẽ được giảm giá 20%. Các chị đi nhóm 3 người, từ 3 người trở lên, các chị sẽ được giảm giá 50%. Còn nếu mình chỉ đi 2 người thì mình vẫn được giảm giá 30% nha các chị. Ví dụ như phun mày là ưu đãi 50% là còn 450.000, phun môi là ưu đãi còn 650.000, còn phun mí là ưu đãi còn 300, làm đẹp da bằng công nghệ cao, da mụn, da nám, da sẹo rỗ ưu đãi cho mình chỉ còn có 400.000 đồng thôi. Nhớ là đi nhóm từ 3 người trở lên nha. Rủ chị em bạn bè đến với Mai Sa nè, giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm của Dr. Magic, giảm sâu giảm sóc cho những cái bộ siêu phẩm của Mai Lisa, ví dụ như là bộ N3 bộ hỗ trợ loại bỏ nám ưu đãi còn 2.1 triệu, bộ B1 dưỡng trắng sáng da ưu đãi còn 1.550.000, bộ C1 chăm sóc da cơ bản ưu đãi còn 999.000, bộ B19 hỗ trợ loại bỏ mụn ưu đãi còn 1.599.000, bộ S2 giúp lấp đầy sẹo đỏ ưu đãi còn 2.2 triệu. Và các chị mua những cái bộ sản phẩm ví dụ như N3, B19, S2 hoặc bộ B1, các chị sẽ được tặng một chai xịt khoáng nha. Còn nếu các chị mà mua hóa đơn sản phẩm đủ móc 2.5 triệu thì các chị sẽ được tặng một cái voucher 200.000, mua đủ móc 5 triệu thì được tặng 2 cái voucher, mua đủ móc 7.5 triệu thì được tặng 3 cái voucher. Nên cứ như vậy cấp số nhân lên nha. Nên các chị mình tranh thủ mình dành thời gian đến Mai Sa làm đẹp trong cái chương trình lần này nha. Và các chị ơi, chị nào mà mình còn lăn tăn thắc mắc nè, các chị là khách hàng mới chưa biết chất lượng sản phẩm dịch vụ
vụ tại Malisa như thế nào thì các chị có thể tham gia vào cái hội nhóm này nha. Hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng Malisa, trong đây có hơn 300.000 thành viên rồi các chị, là những chị em người thật việc thật. Các chị tham gia vào đây miễn phí mà hiệu quả là thật sự nha. Những chị em này đã từng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Malisa rồi, họ có rất là nhiều kinh nghiệm luôn, đã từng trải nghiệm dịch vụ nên sẽ có nhiều kinh nghiệm chia sẻ cùng với các chị. Các chị cứ tạo ra những bài viết ở trên đây hoặc là mình bình luận đi các chị. Bình luận thì sẽ có đội ngũ thứ nhất là quản trị viên nè, thứ hai là những chị em khách hàng đi trước, họ trả lời, họ mang đến cho mình những cái phản hồi, những cái kinh nghiệm một cách công tâm và khách quan nhất. Các chị tích lũy thêm những cái này, các chị áp dụng cho bản thân để chị em chúng ta cùng đẹp cùng xinh hơn mỗi ngày. Chương trình ngày hôm nay nó đã đi là ngày thứ hai rồi nha các chị yêu nha. Chương trình diễn ra trong vòng 10 ngày nên còn tận 8 ngày nữa để các chị em tranh thủ làm đẹp thả ga không lo về giá nha. Thứ nhất là các chị theo dõi những cái phiên live như thế này nè. Thứ hai là các chị tham gia vào trong những cái hội nhóm này. Thì hội nhóm này các chị cứ thắc mắc về cái sản phẩm dịch vụ nào, các chị tìm hiểu ở trên đây. Khi các chị tự tin rồi, các chị cảm thấy là ok, chất lượng của Malisa là được đó, thì các chị mình nhanh chóng quay lại những cái livestream nè, hoặc mình nhanh chân đến với những chi nhánh của Malisa để làm đẹp nha. Và nãy giờ em dành thời gian cho chị khách hàng này cũng tương đối là lâu rồi, bây giờ còn tút tát một tí xíu nữa là cặp chân mày này sẽ xong. Malisa xin kết thúc live để tập trung làm cho chị khách hàng này làm xong sớm đề sớm nha. Malisa xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo ạ.